Trong khuôn khổ chuyến thăm của đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Lào, sáng nay ngày 29 tháng 6, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thonglun Sisulit và phu nhân cùng đoàn đại biểu đã đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thonglun Sisulit cùng đoàn đại biểu đã dành một phút tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Sau đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cùng đoàn đại biểu đã di chuyển về phía quảng trường Ba Đình lịch sử để đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong không khí trang nghiêm xúc động, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thonglun Sisulit cùng đoàn đại biểu đã dành một phút tưởng nhớ đến Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người đã cùng với Chủ tịch Cây Sòn Phong Phi Hẳn, Chủ tịch Souphanouvong và các thế hệ lãnh đạo hai đảng, hai nhà nước xây dựng nền móng và dày công vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào. Chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thonglun Sisulit có ý nghĩa rất đặc biệt, tiếp tục khẳng định tình đoàn kết thủy chung giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai bên, đồng thời góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ gắn bó tin cậy giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nhà nước trong nhiệm kỳ mới.